Bản tin COVID-19 ngày 23 tháng 10 năm 2021 của Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Cả nước ghi nhận thêm hàng ngàn ca nhiễm mới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine cho trẻ em trong vòng một tuần. Tiêm vaccine cho người trở lại thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ tin lan truyền nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà. Quán ăn ở thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? Đóng cửa nhiều tháng trời, rạp phim Sài Gòn mong ngóng ngày trở lại. Hải Phòng sẽ treo biển thông báo tại nhà có người thực hiện cách ly. Nghĩa tình bên những chiếc xe buýt ngày đóng băng vì dịch bệnh. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin COVID-19 ngày 23 tháng 10 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối 23 tháng 10 năm 2021 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Đường link đến livestream đã được chúng tôi cập nhật ở phần bình luận và mô tả của video này.